Một vị Bồ Tát chánh đẳng giác có chứng sơ quả, nhị quả hay không? Hay với lời nguyện và phước báo của vị Bồ Tát ấy mà đến kiếp cuối ngài tu tập chứng luôn tứ quả? Thưa quý vị, theo trong kinh tạng thì một đêm chia làm ba canh cho đến canh cuối cùng ấy, Bồ Tát của chúng ta chứng đắc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không đi qua sơ quả, nhị quả, tam quả. Cho nên theo trong kinh tạng thì không có nói gì đến cái chuyện là một vị bắt buộc là phải đi theo tuần tự là từ sơ quả tới nhị quả tới tam quả rồi mới được tới tứ quả. Hoặc là đối với ngài, những cái vị tốc chứng như là ngài Xá Lợi Phất, khi ngài nghe cái một lời kệ của ngã Sát Chí thì đúng là ngài chứng sơ quả, nhưng mà sau đó đó khi ngài xuất gia với Đức Thế Tôn thì ngài chứng trực tiếp lên tứ quả mà ngài không cần phải đi qua nhị quả hoặc tam quả. Cho nên là cái chuyện mà nó phải mà theo tuần tự á, thì không có cần thiết. Tôi lấy ví dụ như một người được chữa khỏi cái gì mắt trước đó, họ bị mù mà họ được chữa khỏi, lần đầu tiên mở mắt ra thì họ còn chưa có quen với ánh sáng, họ chói, họ nhắm mắt lại. Sau đó họ mở mắt ra lần thứ hai nhưng mà họ vẫn còn cố gắng, họ còn chói thì họ nhắm mắt lại lần thứ hai. Cho đến lần thứ ba họ có thể họ mở ra được nhiều hơn một chút nhưng mà mắt họ cũng chưa có thói quen hoàn toàn ra họ nhắm mắt lại lần thứ ba, do mắt họ còn cũng còn mỏi. Và tới lần thứ tư họ mở mắt ra thì họ có thể nhìn thẳng mọi vật một cách tự nhiên, một cách đàng hoàng mà không có bị giới hạn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bắt buộc là cứ tất cả mọi người cứ hễ mà anh bị mù mà anh chữa sáng mắt là anh phải mở đúng 4 lần mới được, thì hình như là không có ai quy định như vậy đấy. Sư nói là sư căn cứ theo tạng kinh ha.